Xin chào mọi người nhé, hôm nay mình giới thiệu mọi người cái máy thái chuối mịn, loại chạy động cơ xăng mà động cơ 1.52. Kết cấu của nó thì như những cái dòng máy thái chuối mịn khác, nhưng mà nó chỉ chạy động cơ để dùng cho những cái trường hợp trong trang trại mà nó chưa có điện, hoặc là những chỗ vùng nào chưa có điện ấy, thì nó rất là phù hợp. Thấy ứng dụng vào thực tế tốt thì cho mình xin một cái like này và một lượt đăng ký kênh và chia sẻ clip lên để cho anh em bà con sử dụng để làm sao hiệu quả nhất. Đây, máy thái chuối chạy động cơ đây mọi người. Động cơ này của nó là động cơ 1.52 mọi người nhé. Tức là trước khi mọi người lấy về bên mình sẽ không đổ dầu nhớt về, mọi người đổ về, nếu đổ dầu nhớt trong quá trình vận chuyển đi là xóc tách nó rơi vãi ra này là nó bưu điện người ta sẽ không có gửi. Đây là động cơ 1.52. Nó đây, động cơ của nó là ký hiệu 1.52F. Công suất của nó là 1.9 ngựa, nó rất là khỏe. Dạ. Đây là cái khóa xăng của nó này. Đẩy sang bên off là khóa, bên on là mở này. Đây là cái le. Đây là cái le, đóng le vào giật nổ lên để mở le ra là để chạy. Đây là cái ga của nó. Này thì ga khi mình ga ấy, khi mình ga thì ga vừa đã, đừng ga căng quá là nó sẽ rung cái máy. Đây là công tắc này. Cái máy này thì mình đổ nhớt rồi, còn khi gửi cho mọi người là mình sẽ không đổ nhớt nhé. Đây, tốc độ vòng quay của nó là 3.600 này. Con này nếu tốc độ vòng quay của nó sẽ lớn hơn cái motor, nên là sẽ khỏe hơn model là 1.52 này, F này. Công 1.9 HP này, công suất của nó này. Bác ạ. Đây mình giới thiệu về cái dao nhé. Bác thấy con dao này nó sợ không? Đẹp không? Hỏi như dao bầu thái chuối, mỏng, sắc lắm này. Con dao này thì mà lưu ý mọi người là đừng có cho máy chà vào mài cái đầu lưỡi này nhé. Mình chỉ mài để tạo gân này, tạo cái gân bên trong cái lưỡi này thì được này. Còn cái đầu lưỡi này thì mình mài bằng mình đá mài thủ công nhé. Giờ mình sẽ test luôn cho mọi người xem này. Mình sẽ khởi động máy nhá, đóng le vào, bật công tắc lên, bật nổ.
được không? Mịn này, chân gà được chưa? Chú xem này, mịn như này được chưa? Mịn này quá, mịn này còn gì nữa. Gà ơi, chỉ này chỉ việc cho ăn luôn đúng không? Trộn cám cho ăn luôn đúng không? Cám vào là ăn. Rào nó như này. Đấy. Rào nó sắc không? Rào nó hình kiểu bầu dục ấy. Rào bầu như mổ lợn. Như mổ lợn luôn. Cái tấm lợp ở đâu ấy? Cái tấm lợp. Đấy, mọi người xem này. Mịn dã man luôn. Đây chỉ việc cho gà ăn thôi. Rất là đẹp. Cái chuối nó hơi bẩn nên là nhìn nó không được đẹp lắm. Đây này mọi người. Đấy. Bông mịn nhá. Cái mịn này là một phần công nghệ con dao này. Đó. Dao nó thái rất là mịn này, bông mịn luôn, rất là đẹp đấy. Một cây chuối mình thái hết tầm có hơn phút rồi xong một cây chuối, nhanh lắm, hơn phút cây chuối. Đi làm về nhẹ nhàng cái là có chuối cho gà cho lợn cho. Rất chuẩn. Đây là động cơ của nó. Mọi người chỉ lấy cái khung này về là ráp cái động cơ lên là cũng được. Có động cơ rồi thì mình sẽ gửi cho cái động cơ. Loại động cơ này nó có hai loại mọi người nhé. Loại chạy động cơ 152 và một loại chạy chạy động cơ 5,5 HP ấy. Động cơ 170 và một động cơ 152. Động cơ 152 này hơi yếu tí nhưng mà là thái gia đình như nãy mình thái là rất là ok. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người.